Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cắt lóc của Hitachi nha anh em. Đây ha, ngoại hình của máy nha anh em. Đó. Thì giờ em xin đọc cái thông số máy anh em mình nha. Cắt lóc Hitachi mã là C8FC nha anh em. Điện là điện 100V ha. Công suất con này là công suất thì không có ghi nha, nhưng mà công suất là khoảng tầm 1000 mấy nha anh em. Đó, thì thường Hitachi không có ghi công suất ha. À, dòng tua là 5000 vòng trên phút ha. Thì xài lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Lưỡi này là lưỡi zin Hitachi luôn nha anh em. Đó, lưỡi cắt gỗ ha. Lưỡi zin của Hitachi luôn nha. Rồi. Đó. Lưỡi 80 găng ha, 216 ha. 80 găng nha anh em. Đó. Thì máy là xây hai bên ha và nghiêng được một bên ha. Đó. Cắt lóc ha. Thì thường là mấy dòng của Hitachi là thường mấy cái dấu này là đều khắc nổi hết nha anh em. Đây. Khắc nổi hết ha. Thì giờ em test máy cho anh em mình xem luôn nha. Đó. Thắng từ là khá nhạy luôn nha anh em. Đây ngoại hình của máy ha, thắng từ là nhạy nha. Máy thì zin nguyên bản ha, hàng bãi thì nó hơi chày xước ở ngoài là chuyện bình thường nha anh em. Đó. Thì con này em bán với giá là 1.600.000 nha anh em. 1.600.000 là đã bao gồm phí vận chuyển ha. Ship code thì có cọc nha anh em. Giá 1.600.000 ha. Đó. Con này khá là đẹp luôn ha. Lưỡi Hitachi đầy đủ luôn anh em ha. Đó, 1.600.000 ha. Thì anh em quan tâm đến con cắt gốc Hitachi này liên hệ em nha. Cảm ơn em.